Trận cầu đinh tại vòng 11 V-League 2023-2024 giữa Công An Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy đã khép lại với một kết quả tương đối bất ngờ. Trước khi bước vào màn đọ sức này, cả hai đội đều đang có phong độ cực cao với chuỗi thắng liên tiếp lần lượt là 2 và 3 trận. Đây cũng là cặp đấu đầy duyên nợ khi trước đó Công An Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa đã gặp nhau ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải năm ngoái cũng như trận tranh siêu cúp quốc gia đầu mùa. Ngoài ra, người hâm mộ rất mong đợi cuộc đấu trí giữa hai huấn luyện viên nước ngoài đã xây dựng được tên tuổi ở Việt Nam, Lakiatisak Senamoyang và Veliza Popov. Dù thị trường chuyển nhượng giữa mùa đã chính thức mở cửa, nhưng Công An Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa là hai đội bóng hiếm hoi, chưa có sự bổ sung cầu thủ nào. Chính vì thế, hai đội bước vào màn đụng độ trên sân Hàng Đẫy mà vẫn giữ nguyên đội hình giống như ở những vòng đấu trước. Huấn luyện viên Kiatisak tiếp tục để cho dàn tuyển thủ quốc gia đá chính như Quang Hải, Văn Thanh, Tấn Tài hay Việt Anh. Trong khi đó, huấn luyện viên Popov cũng chỉ vắng sự phục vụ của trung vệ Gustavo vì chấn thương dài hạn. Đúng như dự đoán, Công An Hà Nội lẫn Đông Á Thanh Hóa đều nhập cuộc đầy tự tin. Với việc đã quá hiểu nhau nên hai đội gần như không cần thời gian để thăm dò đối thủ. Một điểm khá bất ngờ đến từ đội bóng ngành công an ở trận này là việc huấn luyện viên Kiatisak quyết định lấy độc trị độc khi dùng chính lối chơi pressing tầm cao sở trường của Đông Á Thanh Hóa để khắc chế đối thủ. Bị áp sát nhanh, các trung vệ của đội khách tỏ ra khá lúng túng và bộc lộ không ít điểm yếu. Minh chứng là có không ít đường chuyền sai địa chỉ ngay từ những phút đầu tiên từ những cầu thủ xứ Thanh. 15 phút đầu trận chứng kiến sức ép không nhỏ đến từ phía đội chủ nhà Công An Hà Nội. Sự chủ động của thầy trò Zico Thái khiến cầu môn của những vị khách Đông Á Thanh Hóa luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Phút 12 bắt đầu từ quả tạt bóng của Hoàng Văn Toàn, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng quyết định băng ra giải vây. Tuy nhiên đây lại là lựa chọn không thực sự hợp lý bởi khoảng trống dành cho các cầu thủ của Công An Hà Nội ở tuyến 2 là cực lớn. Bóng tìm đến đúng vị trí của Hồ Tấn Tài và hậu vệ mang áo số 4 lập tức tung ra cú volley đầy quyết đoán. Bóng đi không quá nhanh nhưng lập bập và cực kỳ khó chịu. Thủ môn Xuân Hoàng chưa kịp đổ người, trong khi Nguyễn Thanh Long dù đứng ngay trước vạch vôi cũng không thể phá bóng cứu thua. Tưởng chừng bàn mở tỷ số đến sớm sẽ khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn thì mọi chuyện lại không như kỳ vọng. Ngoài tình huống Romario bị đốn ngã trong vòng cấm nhưng VAR không cho hưởng penalty, thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất không có nhiều pha bóng thực sự đáng chú ý. Nguyên nhân là do cầu thủ hai đội bị sa đà và những pha tranh chấp tay đôi cùng các tình huống phạm lỗi ác ý không cần thiết. Thời gian bóng lăn liên tục trên sân có thể nói là khá ít khi trọng tài chính Ngô Duy Lân phải liên tục cắt còi làm gián đoạn trận đấu. 45 phút đầu tiên khép lại với lợi thế dẫn trước một bàn nghiêng về phía chủ nhà Công An Hà Nội. Sang đầu hiệp 2, huấn luyện viên Kiatisak tiếp tục cho thấy sự cao tay trong ý đồ chiến thuật của mình. Chiến lược gia người Thái Lan quyết định cho Công An Hà Nội tấn công phủ đầu để khiến cho Đông Á Thanh Hóa bị choáng ngợp. Đúng như dự tính, những phút đầu hiệp 2, thế trận nghiêng hẳn về phía đội bóng ngành công an với liên tiếp các pha ép sân nguy hiểm. Những tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của Công An Hà Nội là đầy ấn tượng với không ít đường chuyền vượt tuyến ngay từ sân nhà của Bùi Hoàng Việt Anh hay Hồ Tấn Tài lên tuyến trên. Bên kia chiến tuyến, Đông Á Thanh Hóa lại tỏ ra nôn nóng và đẩy đội hình lên cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Điển hình như tình huống ở phút 60, gần như hầu hết đội hình của họ đã tràn sang phần sân của Công An Hà Nội để rồi ngay sau khi bị mất bóng, đoàn quân của huấn luyện viên Veliza Popov phải đối mặt với một pha phản công rất nguy hiểm. Quang Hải thoát xuống đối mặt thủ môn sau đường chọc khe thông minh của Giovane. Tiền vệ mang áo số 19 thực hiện cú đặt lòng gọn gàng bằng chân trái để hạ gục thủ môn Xuân Hoàng, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thua này đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu trong khâu phòng ngự của Đông Á Thanh Hóa với khoảng trống mênh mông ở hai hành lang cánh và cự ly đội hình chưa thực sự hợp lý khi dâng lên quá cao. Phòng thủ mắc lỗi, hàng công của Đông Á Thanh Hóa cũng có một ngày thi đấu đáng quên. Trong bối cảnh Romario phải hoạt động rộng và thường xuyên lui về hỗ trợ phòng ngự, Lâm Thi Phong là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất. Nhưng nhân tố này lại thi đấu rất mờ nhạt. Bên cạnh đó, Amit hay Antonio cũng gặp nhiều khó khăn trước khả năng pressing ấn tượng của các cầu thủ Công An Hà Nội. Rất có thể Đông Á Thanh Hóa đã phải rời sân Hàng Đẫy mà không có được bàn thắng nào nếu như huấn luyện viên Veliza Popov không có những điều chỉnh nhân sự. Cái tên tưởng chừng bị lãng quên là Lê Văn Thắng được tung vào sân để thay thế cho Lâm Thi Phong. Lão tướng 34 tuổi này chính là người tạo nên sự khác biệt cho Đông Á Thanh Hóa với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 74. Mặc dù đang bị cài người và xoay lưng lại với khung thành, Lê Văn Thắng vẫn xử lý gọn gàng để mở góc sút trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc để hạ gục thủ môn Nguyễn Philip. Đây là điều mà cả Romario lẫn Lâm Thi Phong đều không thể làm được trong suốt hơn 70 phút trước đó. Đáng tiếc, khi hy vọng có điểm của Đông Á Thanh Hóa được nhen nhóm ít phút thì đã bị đối thủ nhanh chóng dập tắt. Một lần nữa hàng thủ của đội bóng xứ Thanh bộc lộ điểm yếu lớn nhất của mình chính là cặp trung vệ. Không có Gustavo, Đinh Tiến Thành và Nguyễn Thanh Long không thể khiến cho người hâm mộ Đông Á Thanh Hóa yên tâm với những pha phòng ngự đầy hớ hênh. Phút 78, Thanh Long bị Jefferson đánh bại trong tình huống cài đè, trong khi Đinh Tiến Thành chơi quá thiếu quyết liệt và để cho tiền đạo của Công An Hà Nội dễ dàng vượt qua. Bóng sau đó được chuyền đến chân của Giovane và Luis Antonio buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại cho đội chủ nhà được hưởng một quả 11m. Trên chấm penalty, Văn Thanh không mắc bất kỳ sai lầm nào để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng ngành Công An. Với chiến thắng này, Công An Hà Nội đã vượt mặt chính Đông Á Thanh Hóa để vươn lên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng.
Không những thế, đội bóng ngành công an cũng đã toàn thắng cả 3 trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kiatisak. So với những tân thuyền trưởng khác như Iwamasa Daiki của Hà Nội FC, Vũ Tiến Thành của Hoàng Anh Gia Lai hay Nguyễn Đức Thắng của Thể Công Viettel, thì thành tích của Zico Thái phải nói là vô cùng ấn tượng. Chiến lược gia 50 tuổi đang chứng tỏ mình rất phù hợp với đội đương kim vô địch V-League vào thời điểm hiện tại với lối đá được định hình rõ ràng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Kiatisak cũng đã thẳng thắn chia sẻ về ý đồ chiến thuật của mình khi đối đầu Đông Á Thanh Hóa. Ông nói: "Cầu thủ đã cải thiện thể lực và sự tự tin. Chiến thuật của chúng tôi là chơi áp sát trước Thanh Hóa và đã thành công. Đông Á Thanh Hóa rõ ràng là một đội bóng chất lượng, vì thế để khiến họ bất ngờ, chúng tôi phải mạnh dạn thay đổi lối chơi." Trong khi đó, huấn luyện viên Popov bên phía Đông Á Thanh Hóa thì cho biết, dù thua nhưng vẫn sẽ ưu tiên lối đá tấn công đẹp mắt mà mình đang xây dựng. Câu lạc bộ Công an Hà Nội có 75% lực lượng là tuyển thủ quốc gia, còn chúng tôi không phải là đội có tài chính mạnh và nhiều cầu thủ tốt. Toàn đội đã nỗ lực thi đấu thứ bóng đá đẹp nhất. Thất bại ở trận đấu vừa qua là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ làm việc lại với các cầu thủ để giúp toàn đội cải thiện. Chúng tôi không có sự áp lực nào về vị trí cao. Chính vì lý do đó, Đông Á Thanh Hóa vẫn sẽ chơi theo cách mà chúng tôi muốn và hướng về thứ bóng đá đẹp. Gục ngã ở hàng đẫy trước các nhà đương kim vô địch V-League, huấn luyện viên Veliza Popov đã chấm dứt chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Thông qua trận đấu này có thể thấy Đông Á Thanh Hóa vẫn còn nhiều điểm yếu chưa được khắc phục từ mùa giải năm ngoái. Chiều sâu đội hình là một trong những hạn chế lớn của họ. Minh chứng là khi có cầu thủ trụ cột dính chấn thương, đội bóng xứ Thanh đều gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là hàng phòng ngự khi ngoài Gustavo đã chấn thương, Đông Á Thanh Hóa không còn một trung vệ nào tạo được yên tâm. Hai cầu thủ chạy cánh là Lâm Thi Phong và Amit thi đấu khá phập phù, lúc hay, lúc tệ. Ngoài ra, lối đá pressing tầm cao của họ cũng có thể bị khắc chế nếu gặp những đội bóng có khả năng chuyển trạng thái tốt, điển hình là Công an Hà Nội ở trận đấu vừa qua. Đến đây thì video tổng hợp phân tích sau trận đấu giữa Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2023-2024 xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quan điểm của mọi người ra sao về màn trình diễn vừa qua của hai đội? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận để cùng nhau trao đổi nhé. Và đừng quên đăng ký kênh cùng bấm chuông thông báo để đón chờ những video thú vị tiếp theo trên FPT Bóng Đá Việt. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Làm gì? Penalty! Một cái đẩy sau của Luis Antonio và quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân là phạt đền. Phạt đền! 3-1. Một ngày mà Công an Hà Nội đang chơi phòng ngự phản công xuất sắc. Di Mario bật lên, Quốc Phương rất nguy hiểm. Nhưng không, ở lần đưa bóng vào lưới này của Văn Thắng thì trọng tài biên đã căng cờ báo hiệu việt vị. Vẫn là một quả tạt có phần hơi mạnh dành cho Di Mario.